yếu tố thời Mỹ kết hợp cùng nhà báo Vũ Gia Cường, trưởng ban biên tập của tờ báo Trên Sân Khấu để trao quà cho nghệ sĩ nghèo khó khăn, người già neo đơn. Hoặc là có thấy trên màn hình nghệ sĩ yếu tố thời Mỹ và nghệ sĩ Thanh Nguyệt là mời mọi người di chuyển qua bên đây, dùng mà di chuyển qua hết bên đây à.